nay mình sẽ bắt đầu đến cái phần thuế thu nhập cá nhân nhé. Thuế thu nhập chị ghi cho em này, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế nó đánh tên thu nhập của người lao động, gọi là thuế thu nhập từ cái của cá nhân ấy, đúng không ạ? Thì em sẽ cho chị công thức để mình tính. Trên cái bảng lương này nó đã có công thức sẵn rồi, thu nhập tính thuế bao nhiêu, rồi thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế, là cả tiền thuế tính ra được. Nhưng em sẽ cho chị đọc bằng cách là đọc công thức để mình hiểu nhá. Chị sẽ trang vừa vi vào vở em vừa chép lên đây để chị dễ nhìn nhá. Cái này em sẽ để là thuế thu nhập cá nhân, chị sửa tên cho em chữ này này, rồi thuế thu nhập cá nhân TNCN á, chị cũng nên ghi vào vở thêm nhá để cho hiểu. Ví dụ như là bây giờ để đi được cái thuế thu nhập cá nhân này, sẽ bằng này, bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất. Tức là em sẽ ghi công thức đến đâu chị hiểu đến đó. Chỗ nào chưa hiểu thì chị bảo em nói lại luôn, tại vì đi qua hiểu cái công thức phía trước á nhá thì mới đi được công thức phía sau. Đó, thuế thu nhập cá nhân nhá sẽ bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, được chưa? Đến đây đã hiểu chưa? Rồi. Thì thường các loại thuế nào cũng thế, thì sẽ bằng một cái thu nhập nào đó hoặc là một cái mức tính thuế nào đó để nhân với cái thuế suất của nó thôi nhá. Tức là cái thu nhập tính thuế này là cái tiền lương của công nhân đúng không? Đúng rồi, nôm na là không tiền lương, tính cái tiền ăn ca rồi các thứ vào đấy. Đúng rồi, nó là cơ bản là thế. Tí nữa em sẽ cho chi tiết tiền nhá. Và đúng rồi đấy, cứ thuế nào cũng thế, cứ bằng một khoản, ví dụ như là một khoản nào đó nhân với thuế suất, đúng không? Ví dụ thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ bằng lãi lợi nhuận ấy nhân với thuế suất chẳng hạn. Đó. Thì ở đây nó chính là bằng cái thu nhập tính thuế. Như vậy cái thu nhập tính thuế đấy tính như thế nào? Ví dụ như thế này, em sẽ để thu nhập tính thuế này. Rồi, thu nhập tính thuế sẽ bằng, thế mình sẽ đi triển khai công thức này dần ra, bằng này. Thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản giảm trừ. Đấy, nhưng lúc nãy thì thực ra cái thu nhập tính thuế là chị nói đại ý cũng đúng rồi đấy. Thì công thức triển khai ra của nó sẽ là bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ. Vậy bây giờ mình sẽ đi xem là chịu thuế là khoản gì, rồi khoản giảm trừ là khoản gì á. Rồi, vẫn đang ở nằm trong cái thu nhập tính thuế này, thì mình sẽ đi tính thu nhập chịu thuế này. Triển khai ra chịu thuế sẽ bằng, rồi thu nhập chịu thuế sẽ bằng tổng lương, tổng thu nhập á, tổng thu nhập. Có bạn thì để tên bảng lương là tổng thu nhập hay còn gọi là tổng lương này, chưa, hai cái này sẽ gọi giống nhau nhá. Trừ đi các khoản được miễn thuế. Vậy bây giờ thử nhìn xem tổng lương nào là cột nào trên bảng lương đi ạ. Mình nhìn cái bảng lương tháng 1 của hôm nọ mình đang làm dở nhá. Tổng lương này chính là tổng thu nhập với chị này, bao gồm lương thời gian cộng với các khoản phụ cấp nếu có. Rồi, tổng lương. Em sẽ để đây là cột Y nhá, trên bảng lương nhá. Chị có thể ghi thêm vào vở là tổng lương sẽ bằng lương thời gian cộng với các khoản phụ cấp nếu có. Thì em sẽ để đây là cột Y này. Cái diễn giải vừa rồi em không ghi nữa, cái này là cột Y này. Rồi không thì nếu không thì em ghi là tổng thu nhập, tổng lương, ghi chỗ này ở cột Y. Để tí nữa về chị theo dõi cho nó dễ nhá. Cái như vậy là tổng thu nhập, tổng lương ở cột Y thì dễ rồi, nhìn bảng lương là thấy đúng không ạ? Còn bây giờ sẽ ra các khoản được miễn thuế. Miễn thuế thì chị có nhớ hôm nọ em có đọc với chị mấy cái ý đại ý là khoản nào được miễn thuế, chị thử đọc cho em nào. Bao gồm nha, có nhớ khoản gì không? Miễn thuế là ví dụ như khoản gì nhỉ? Nãy em thấy chị có nhắc như đây. Như là ăn ca này, bảo hộ lao động này. Đúng rồi, phụ cấp ăn ca nhá. Từ này 730.000 trở xuống nhá. Các khoản được miễn thuế cho là 4 trở xuống nhá, một người một tháng nhá. Đúng rồi, khoản này là đúng rồi này. Tiền ăn ca này, trang phục nhá, phụ cấp trang phục này, đọc đúng này, trang phục, nhưng mà nó cũng chỉ được tối đa là 5 triệu đồng thôi nhá. Từ ngoài ra có chủ yếu là hai khoản này, ngoài ra có thêm một khoản nữa là ví dụ như là phụ cấp ngoài điện thoại. Đúng rồi, điện thoại nếu có nhá. Cộng với điện thoại nếu có. Nhưng mà cái điện thoại này chị lưu ý cho em là không quy định rõ mức bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình phải có hợp lý một chút. Và thứ hai nữa nó cũng đợt này là thuế nó hơi khắt khe ở khoản cấp điện thoại này ấy chị nhá.
Ví dụ như nó đòi hỏi là cái ngành nghề của mình, ngành nghề đấy nó có phụ cấp điện thoại nó thực hay không, ví dụ như là ngành có dùng đến điện thoại hay không á, có cần dùng nhiều cước điện thoại hay không, hay là cứ những cái việc công ty của mình vàng bạc hoặc bán hàng các thứ thì có thể vẫn dùng được đến điện thoại, phụ cấp điện thoại đúng không? Nhưng mà một số công ty ví dụ công nhân xây dựng thì khả năng cũng không cần đến điện thoại, cước điện thoại nhiều làm gì đúng không ạ? Từ một số người ví dụ như mình để một số người đại diện, ví dụ tổ trưởng hay là đấy thôi, hiểu ý em không? Hoặc là trong cùng một công ty như thế nhưng mà cái bộ phận mà chế tác chẳng hạn, chế tác vàng chẳng hạn, có thể chị không để điện thoại vào tại vì họ kỹ thuật thì ít dùng đến điện thoại, cước điện thoại á. Còn ví dụ nhân viên bán hàng các thứ thì có thể dùng, hoặc là nếu mà theo kiểu phụ cấp điện thoại này, theo kiểu là phụ cấp điện thoại của cái cá nhân đó phải thực sự là cần thiết trong quá trình làm việc cơ. Có người ta người một người mà ngồi một chỗ chẳng hạn thì thường lấy điện thoại của Nhân công viên ty đâu, marketing chẳng hạn chắc đúng là rồi dùng điện thoại. đó đó đúng rồi ạ nhá, phải thực sự cần thiết nhá thì mới được thuế chấp nhận, chứ không nó hơi khắt khe đấy. Rồi ngoài ra có thêm khoản phụ cấp nhà ở, phụ cấp nhà ở, nhà ở nhưng mà chị lưu ý cho em là chỉ được tính, chỉ được tính có phải có điều kiện. Thứ nhất là cái người mà có phụ cấp nhà ở đấy không phải ai cũng được nhận phụ cấp nhà ở đâu, mà phải thứ nhất là người ta phải không có nhà, không có đất, không có nhà ở ở cái địa điểm của công ty nhà mình á, người ta phải đi ở trọ á, phải chứng minh được người ta đi ở trọ. Ví dụ như mình có thể xin hồ sơ về thường trú chẳng hạn, đăng ký thường trú ở trọ ở cái địa phương mà có công ty mình đặt trụ sở á thì mới được, chứ không người ta có nhà có đất có sơ sơ ở đấy ở chỗ địa đấy, chỉ đấy mà mình vẫn phụ cấp là không được nha. Tức là các khoản được miễn thuế này trong cái phụ cấp nhà ở này, lưu trú ấy, thì 15% là phải chịu thuế, còn lại thì được miễn thuế. Như vậy miễn thuế là 85% trên tổng thu nhập, trên tổng thu nhập chịu thuế, mà chưa kể phụ cấp này, phụ cấp ăn ca, phụ cấp nhà ở. Nó bình thường thì không phải chỉ tính 15% mà được miễn thuế đâu, mà là 15% thì tính vào thu nhập chịu thuế, còn lại 85% vẫn được miễn thuế, nhưng mà miễn thuế nó nhiều hơn. Tức là ví dụ như người ta thuê nhà là phụ cấp ví dụ 1 triệu đi thì mình chỉ tính về trừ được trừ cho người ta là 150.000 à 850.000 Đúng rồi, đúng còn không? lại 150.000 kia là thu nhập Còn chịu thuế nhé. Giống như kiểu ví dụ như phụ cấp cũng ăn hơn ca bằng của chị nhau. mà để 800.000 chẳng hạn thì phải chịu thuế 80 70.000 kia, còn 730.000 lại được miễn, hiểu em nhỉ? Làm nhằng nó Đấy cho nên là như chị thấy bảng lương của em chỉ để mỗi cái tiền ăn ca thôi đó, một tiền ăn ca rồi lương lương thời gian rồi tiền ăn ca, xăng xe thực điện thoại thì ra nói chung là là mình được cái trừ này nó á, chỉ được trừ thì theo em thì nên để những cái khoản được trừ thì trừ cả, mà không được trừ thì không được trừ cả đi cho nó dễ. Đã, tất nhiên không là là lý bọn thuyết. chị chả có đồng tư nhân này làm gì có những cái đấy em Dạ đấy thì có em mỗi đọc lý thuyết thì em tờ đọc cho chị thế thôi nhá, lương. sau này chị có đưa vào thì theo kiểu đưa trọn gói đi, ví dụ như là được trừ thì cho trừ hết, mà không trừ thì gọi là đưa khoản nào không trừ thì không trừ luôn, mà được trừ trừ hết kiểu thế cho nó nhàn ấy nhá. Ví dụ như thứ hai như thế, chủ yếu là phụ cấp ăn ca này. Thế ngoài ra ví dụ như là mình có muốn muốn đưa các cái chi phí cao lên, ví dụ như là những người 20 mười mấy triệu thì không nói, nhưng mà những người có 5 7 triệu chẳng hạn này đúng không, mà có đóng bảo hiểm chẳng hạn thì mình có thể là lương như thế rồi phụ cấp thì cũng chỉ được một khoản nào đó thôi, thì ngoài ra chị có thể thêm một phụ cấp, ví dụ như phụ cấp KPI chẳng hạn, hiệu quả công việc ấy chưa, hoặc là thưởng Cái doanh đấy thì thu. có đấy, cái Đúng đấy rồi là đấy, chị ghi thêm vào vở cho em, ví dụ hoặc thưởng doanh số doanh thu chẳng hạn đúng không, cái mình đấy thì viên bán có. hàng vàng bạc thì chắc chắn là sẽ phải có những cái đấy đó. Em gợi ý thêm chị những cái, nhưng mà những cái khoản mà em vừa đọc chị, biết thưởng doanh thu hay là KPI hiệu quả công việc đấy thì nó sẽ vẫn phải tính vào thu nhập chịu thuế bình thường nhé, chỉ trừ được cái mấy khoản này của em hay đọc chị ra thôi. Đó, chị để ghi vào vở cho em Chị ghi xong rồi đấy. rồi đây chị. Đó. Như vậy là mình đã vừa sẽ tính như trong cái trường hợp này của mình chỉ có 730 được phụ cấp, trừ 730.000 thôi nhé, trong cái công ty phú quý này, vì theo bảng lương chỉ thấy được có mỗi phụ cấp ăn ca thôi đúng không. Như vậy là mình đã triển khai được công thức là các khoản được miễn thuế này, tổng thu nhập này, thì mình đã tính được thu nhập chịu thuế rồi, tính được thu nhập chịu thuế này rồi này, bây giờ thiếu cái gì nữa chị nhỉ? Đố chị biết đấy, trong những công thức này thiếu cái gì mà mình chưa chưa biết nữa nhỉ? Ừ, thì cái mức lương này Không, trong công thức đó,
Trong công thức này chị thấy chỗ công thức nào mà mình chưa triển À, khai ra nữa nhỉ? thuế Rồi, suất thuế suất cái sau cùng, ngoài thuế suất còn cái gì nữa ạ? thu nhập tính thuế các khoản giảm trừ thu nhập chịu thuế lương thời gian cũng có khoản phụ cấp này. Thì ở cái công thức này á, công thức này nhá, thu nhập mà chịu thuế thì mình phân tích rồi nhá, Là tính được rồi. các khoản giảm trừ các khoản miễn là mình cũng có rồi nhá. Miễn là mới được miễn thôi, giảm trừ chưa có. Các khoản được miễn thuế này nó khác là giảm trừ chị nhá. Thì Miễn thì còn là các không khoản tính giảm thuế cho nó trừ. luôn, còn giảm trừ là nó vẫn chịu thuế nhưng mà mình được trừ. Vậy là còn các khoản giảm trừ Rồi, nữa. ok thì em sẽ để ở đây là các khoản giảm trừ nhá. Các khoản giảm trừ thì bao gồm này, giảm trừ cho bản thân người lao động 11 triệu một người một tháng. Cái này không cần cần phải đăng ký cho ai cái hết nhá. Cộng với 4,4 triệu một riêng cái người phụ thuộc này phải đăng ký. Chưa? Rồi. Phải đăng ký tí nữa, xong cái phần này thì hành toán xong thì em sẽ hướng dẫn chị cách đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc nhé, cho từng người lao động nhé. Tức là cái bản thân 11 triệu này đương nhiên là mình được trừ này. Đó, có tên trong danh sách lao động là sẽ được trừ dấu để là mình nuôi nuôi bản thân mình 11 triệu. Đúng không? Thế nếu mà nôm na là nếu ai mà dưới lương mà dưới 11 triệu thôi chỉ đủ nuôi bản thân thôi. Ai mà trên thì mình thường trình bày thêm cái người phụ thuộc này nữa, đăng ký thêm người phụ thuộc này nữa, đúng không? Trên 11 triệu á, đăng ký thì có thể đăng ký con hoặc là Bố mẹ bố à, mẹ, đúng con rồi, cái đúng rồi. Thì mình thường là mình phụ thuộc vào cái số lương của mình để mình đăng ký cái số người phụ thuộc. Thường mà lương càng cao thì sẽ càng đăng ký nhiều người phụ thuộc. Giảm trừ rồi, còn mỗi khoản giảm trừ nữa đó là giảm trừ bảo hiểm trừ vào lương người lao động. Cái này chính là 10,5%. Đấy, hôm qua mình có cái là cái phần trừ vào lương người lao động này chính là có 10,5% này thôi chị nhá. Chính là cái này này. Đó, như vậy là đủ rồi đấy. Thì ghép các khoản giảm trừ vào đây này. Thu nhập chịu thuế tính vào đây thì sẽ tính thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế xong là mình sẽ thuế suất này. Thuế suất này nó sẽ là phụ thuộc này được tính theo biểu lũy tiến từng phần phụ thuộc vào thu nhập tính thuế. Tức là nó phụ thuộc vào thu nhập tính thuế giống như mình đi tính tiền điện ấy. Tiền điện thì mức điện này thì nó sẽ giá khác, mức điện cao hơn nó sẽ giá cao hơn, kiểu thế, càng dùng nhiều thì nó giá càng cao. Hiểu em chưa? Chị viết xong ạ. Thuế suất được tính theo biểu lũy tiến từng phần phụ Lũy thuộc tiến tức vào là thu tăng nhập. dần nhé, chỉ gạch chân chữ lũy tiến, lũy tiến gọi là tăng dần ấy. Rồi mà chưa chưa hiểu lắm. Chưa, công thức sau thì em sẽ nói, nhưng em vừa bảo là mình cứ ghi đến đâu mình chỉ hiểu đến đó là được, còn đằng sau thì em sẽ giảm á. Được tính theo biểu này, biểu này lũy tiến từng phần, lũy tiến này là tăng dần, chị ghi cho em như thế. Lũy tiến là tăng dần này, từng phần tức là tăng dần theo các mức, từng phần gọi là các mức. Đây nó ghi là phụ thuộc vào thu nhập tính thuế, là cái khoản này này. Đấy, thu nhập tính thuế chị nhé. Chờ chị nghe điện thoại tí. Vâng ạ. Rồi, như vậy là nó phụ thuộc vào cái thu nhập tính thuế. Em nãy em lấy ví dụ như kiểu tiền điện đấy chị, hình dung không? Là ví dụ như mình dùng càng nhiều điện, cái mức số kilowatt điện càng cao thì cái giá nó phải áp dụng mức càng cao. Và nó chia ra từng phần tăng dần ấy. Thì cái này cũng thế nhá. Thì để em đưa bên này sẽ chia cột ra, bên này sẽ là thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế là cái mình vừa cái như công thức in riêng số 1 đấy chị ạ. Nhá. Cái này là thuế suất. Theo lý thuyết thôi chứ còn thực ra doanh nghiệp mà đến càng cao thì mình sẽ phải đăng ký người phụ thuộc nhiều, hoặc là nhiều khi á nội bộ kế toán nội bộ á, thì là mình sẽ vẫn trả lương nó cao nhưng mà có thể là mình sẽ giảm bớt đối với kế toán thuế chẳng hạn. Đây, thu nhập tính thuế này từ 0 này đến 5 triệu. Từ 0 đến 5 triệu, thuế suất sẽ là 5%. Chưa? Tương tự như thế chị sẽ để cho em từ 5 đến 10 triệu. Đến 10 nhá. Từ 5 đến 10 triệu sẽ tăng dần 10%, nó cũng thuế suất này nó cũng chẵn chẵn thôi. Chưa? Tiếp này. Từ 10 đến 18 triệu. Tiếp từ 18 đến 32. Từ 32 đến 52. Tiếp từ 52 đến 80 gần hết rồi. 30%. Tiếp cuối cùng trên 80.
Đó là em giảm để chị biết thôi, còn sau này ví dụ như mình làm lương thì chắc là vài mức đầu là hết cỡ rồi, đúng không? Bởi vì công ty mình cũng Việt Nam mà, đúng không? Công nhân làm gì có Dạ. 10 triệu cũng khó. Đấy là những người có đóng bảo hiểm, em đang đọc đây là những người có đóng bảo hiểm đấy nhá. Còn những người mà kiểu không đóng bảo hiểm thì chị vẫn được trừ 11 triệu, trừ như này này thì càng lại lương lên mình càng thấp thôi, đúng không ạ? À, chỗ này ví dụ chị hiểu các mức chưa? Ví dụ như là em lấy ví dụ như tiền thu nhập tính thuế là 7 triệu đi, ví dụ nhá, đây là ví dụ này để hiểu cách tính như để tí đặt công thức sang bên kia là nhìn cho nó dễ. Bây giờ 7 triệu ở đầu, 5 triệu trước đi, 3 triệu đi, 7 triệu dưới. ví dụ 3 như là 3 triệu triệu đi, đóng 150.000. đúng rồi, sẽ bằng này 3 triệu nhân 5%, bởi vì sao, nó ở mức 0 đến 5 đúng chưa? Rồi thế để giả sử như 7 triệu nào, 7 triệu, 7 triệu ở mức này đúng không, nó từ 5 đến này, nhưng chị thử tính em, nó là có phải là bằng 7 triệu nhân 10% à? 700.000. Nếu mà thế thì không đúng, nó lũy tiến từng phần á, ví dụ như tiền điện em nói là nó cũng phải nhân với mức cũ, rồi sau đấy cái phần chênh lệch lên nó mới nhân với mức mới. Tức là chỉ cái tính là 5 triệu Đúng rồi, ví 5 dụ triệu nhân với 10% thôi. không, 5 triệu đầu nhá, từ 0 đến 5 5 triệu triệu đầu. đầu đến 5%. Đúng rồi. Còn 5 triệu sau nhân 7 à 10%. 5 triệu này nhân 10% là Nhân với đúng. 5%. À, nhân với 5% là đúng này. Cộng Tức là với còn 5 5 triệu nhân 10%. nếu mà 5 triệu nữa thì thành 10 triệu à? Chỉ còn lại 2 triệu thôi. 2 triệu, 2 Ok. triệu nhân 10%. Đúng rồi. Đấy, như vậy chị hiểu rồi đúng không ạ? Nhá. Về nhà cứ thử thực hành thêm, lấy thêm ví dụ như chỗ này 15 triệu chẳng hạn hoặc 12 triệu chẳng hạn thì nó sẽ phải nhân với 3 mức nhá. Đó, ok. Rồi quay sang bên này. Mức 18 triệu đi. Vẫn là 5 triệu 5%. Cứ 15% là cái từ 10 đến 18 triệu này nhá. Chị có thể Bây thử giờ tính toán thêm cái chỗ này. bây Bây giờ giờ nhá là 5 triệu triệu lên 5% là 5 triệu nhân với lại 10% này. Không cộng với 8 triệu nhân với lại 15% đúng không? chị thử lấy ví dụ vào đây em xem chị tính đúng nào. Tức là Tức là mức mức 18 18 triệu triệu nhá, nhá, là là 5 5 triệu triệu nhân nhân 5% 5% này, này cộng cộng với với 5 5 triệu triệu nhân nhân 10% 15% này, này, đúng, cộng cộng với 8 8 triệu triệu nhân nhân 15% 15% này. đúng rồi, đấy là 18, chứ còn nếu mà chưa đến Là 18 18. đấy, Đấy là mình đang đang theo theo cái cái số số hộ hộ ở trên trên đây đây mà. mà. Dạ. Đúng rồi chị nhá. Đó, ví dụ như bên này thì chị về cứ áp dụng cái công thức của em á cho một số người đây nhá. Chị có cần lấy ví dụ của một người không? Ví dụ như người này này, ông A nhá. Ông đây Xuân Tùng này. Lương là tổng lương là 700, tức là chị phải thuộc công thức thì sang đây nó mới nhanh. Đó, em nói sơ bộ tức là tổng lương là Thực 20. ra Ra là cái này mình cứ cái này đặt cứ công đặt thức cho công mình thức vào gõ cái thu nhập là bỏ vào là nó sẽ ra. Vâng ạ. Cái bảng lương này là em cho là chị cứ giữ công thức cho sau này chị mà thay số liệu vào chị cứ xếp vào S ra, giữ cái bản gốc rồi lại. Cái này đấy thì là lấy cái gì này, cái này cái này không tính tổng lương, lương tính bảo hiểm là phải tính cái lương Đúng chính rồi, thôi. tổng lương mình tính bên này rồi chị này, lương thời gian cộng với các khoản phụ cấp. Đấy, là bên này nhưng mà Mình tính tính bảo bảo hiểm hiểm là mình mình tính tính cái cột cột này. này. Tiếp Tiếp theo theo cái cái này này là là công công thức thức hết là mà. Tổng là bằng 3 cái này cộng với nhau. đó, thì như cái công ty này chỉ có mỗi ông này ông ấy 20 triệu thôi thì mới phải nộp 125.000 tiền thuế thôi đúng ạ, bởi vì bản thân ông ấy có đăng ký là được trừ bản thân là 11 triệu này, gia cảnh 14 à 4 triệu tư là cũng 15 triệu mấy, 15 triệu tư rồi này. Giảm trừ thì nhiều thế nhỉ? Rồi không, giảm từ 11 triệu này là cố định mà. Rồi gia cảnh này là người phụ thuộc này ông ấy có đăng ký thêm đúng không? Chị đang chưa hiểu cái chỗ 11 triệu này lắm này này. 11 triệu này là của đây, đó là cái giảm từ đấy chị này, giảm từ cho bản thân người lao động 11 triệu một tháng ấy. Tức Tức là là nếu nếu ông ông được được 20 20 triệu triệu thì cái phần 11 triệu này, ví dụ ông được hưởng như này nhá, là được cái trong 11 triệu này cộng với 4 triệu tư này là ông ấy không phải, tức là được giảm trừ cái khoản này, đúng ông rồi chỉ nộp cái phần rô ra thôi. đúng rồi, bởi vì coi như là 11 triệu này thuế mặc định mình không cần phải đăng ký á, thuế mặc định để thu nhập bao nhiêu để nuôi 11 triệu cho bản thân mình ấy là không phải đăng ký, mình được trừ từng đấy. Tổng cộng các khoản giảm trừ, vậy Đúng là rồi, ông ấy được giảm trừ là tức tức là là ai ai cũng cũng được được giảm giảm trừ trừ 11 11 triệu triệu đúng đúng không? không? Đúng ạ. Quá Quá cái 11 11 triệu triệu thì thì mới mới lúc lúc đấy đấy mới mới tính tính thuế thuế thu thu nhập nhập cá cá nhân. nhân. Chính xác. Còn muốn giảm trừ nữa mà vẫn còn dương ấy, rồi là mình đăng ký thêm người phụ Thêm thuộc. Đăng ký người phụ thuộc thì mình đang đăng ký trong năm chị nhá.
trong năm tại công ty nhà mình ví dụ như, nhưng mà chị lưu ý ví dụ chị có hai người con đi, nhưng một người con đăng ký giảm trừ cho bố thì người con còn lại sẽ vẫn được đăng ký giảm trừ cho mẹ, nhưng mà một người con không được đăng ký cho cả hai bố mẹ đâu, hiểu chưa? Mà thứ hai nữa là ví dụ như làm ở trước làm ở công ty khác, bây giờ về công ty khác làm á, phải xem công ty cũ của mình ấy, mà đăng ký rồi thì phải ghi giảm ở cái cũ kia về ghi tăng ở chỗ mình, công ty mình thì mới được, chứ còn nó đang mắc vướng hồ sơ ở bên kia thì cũng không không đăng ký được nhá. Lao động chắc là đang chạy soi Nếu mà chưa đến mức soi đó, nó soi công ty nó có soi lao động. nói chung là cũng cũng tùy trường hợp, bên đâu vẫn có thể, nói chung là nó soi cá nhân là nó soi doanh nghiệp mà, đúng không? Nên là mình cũng chuẩn bị hồ sơ cho chỉnh chu một chút, rồi bạn này trừ thêm cả cái 10,5% tiền bảo hiểm nữa gì đây, như vậy là ông ấy 20 mấy triệu, 20 mấy triệu, nhưng mà được trừ 730.000 tiền này được miễn thuế này, rồi được trừ tiếp 17,5 triệu này tiền giảm trừ này. Họ có câu hỏi là làm trừ R9 này. Đây Đây là là ba ba cái cái món món này. này, cộng Cộng với với cá cá nhân nhân, này, cộng cộng với với gia gia cảnh cảnh này. Này là 17 17 triệu triệu 500 500 này. này. Các Các khoản khoản thêm thêm chữ chữ kế kế này. này. Thêm chữ kế này. Ý Ý là là trừ trừ được được cái cái tổng tổng thu thu nhập nhập của của ông ông ấy ấy trừ trừ đi đi các các khoản khoản đã đã giảm giảm trừ trừ thì thì còn còn ra ra tính tính ra ra là là cái cái thu thu nhập nhập chịu chịu thuế. thuế. Đúng Đúng rồi. rồi. Tính Tính ra ra thu thu nhập nhập chịu chịu thuế thuế rồi rồi tính tính ra ra luôn luôn cả cả thu thu nhập nhập tính tính thuế thuế chị này. chị này. này. Đấy, Đấy, thì thì nó nó lấy lấy 2 2 triệu triệu này này trừ trừ đi đi 17 17 triệu triệu 500 500 này. này. Dạ. Thì Thì sẽ sẽ ra ra cái cái này này. này. Cái Cái này này nó nó tính 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 theo theo công công thức thức gì gì đây. đây. Cái Cái này này nhá, nhá, thu thu nhập nhập chịu chịu thuế thuế này này nó nó lớn lớn hơn hơn cái cái khoản khoản giảm giảm trừ trừ này 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 thì của thôi công ty ra, ra, còn còn nếu nếu là là nó nó nhỏ nhỏ hơn hơn thì thì công công ty thôi đây, nhỏ. những người này là đều bằng không hết, thu nhập tính thuế bằng không hết chị này, bởi vì lương người ta cũng chưa đến 11 triệu đúng không? Còn Còn cái cái công công thức thức này này nó nó tính tính kiểu kiểu gì? gì? Công thức Nó thì là nó nếu nó dùng cái công thức nó if ấy, hàm hàm if ấy, nó dùng công nó thức hàm thôi, nếu mà tính thủ công như mình là tính bên kia. Dạ. Công thức cái kia nôm na nôm na là thế cái này. này trừ Trừ đi đi cái cái này. này. Ý là nếu mà tính thu nhập tính thuế ra mà nó dương thì là nó sẽ thể hiện số ở Máy đây, tính. còn âm thì nó thể hiện bằng không luôn, chứ nó không Rồi. ghi thu nhập tính thuế bằng không, số âm chị nhé. Đó, dùng hàm if như thế thôi. Công thức này cũng y như mình thì cũng dùng hàm if này, nếu này bé nào bằng 5 triệu thì nhân với 5% này, nếu này bé nào bằng 10 triệu này đúng không ạ, thì nhân với 250.000 này, tức là nó đã trừ đi cái 5 triệu này rồi nhá. Đó thì công thức của mình như kia thôi đó, chị hiểu chỗ này chưa? Ví dụ như chỗ này mà tính ra được cái thu nhập, tính ra thuế thu nhập cá nhân thì chị nhìn vào dòng tổng cộng để hạch toán nhé. Cái thuế thu nhập chị ghi lưu ý cho em này, thuế thu nhập cá nhân thì sẽ trừ vào lương của mỗi người lao động. Rồi em. Rồi thì mình sẽ vẫn vào phần tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác đấy, Đi vẫn vào nghiệp vụ khác giống như các cái phân hệ, các cái nghiệp vụ về lương và bảo hiểm hôm trước mình làm. vào phần phần tổng tổng hợp hợp này. diễn giải là như này nhé, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân vào lương người lao động, tức là trừ vào lương ấy, nôm na trừ vào lương. Cái này là nó tự nhảy với nó kia đúng Đúng rồi, không? diễn giải nó tự nhảy, nhưng mình hạch toán, mình phải hạch toán vào, trừ vào lương sẽ nợ 334, giống như hôm mình trừ vào lương bảo hiểm ấy. Còn 3335 là thuế thu nhập cá nhân phải nộp này. Đây đây là 125.000 đúng Rồi, đấy là nếu mà thực tế mà mình có thì là mình sẽ ghi là mà dòng tổng cộng thôi, có đây có một người thì cũng 125.000, nhưng nhiều người mình cũng lấy dòng tổng cộng đấy để điền vào thôi, còn chi tiết của từng người thì mình đã kê vào bảng lương rồi. Rồi chị nhận cắt cho em đó, trừ vào lương xong thì mình sẽ làm một cái nghiệp vụ là chi lương, tiếp theo là mình sẽ chi lương cho người lao động. Chị đi hạch toán tiếp theo là chi lương cho người lao động. Chi lương thì mình sẽ có thể chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được, thực tế thì mình hay chi bằng tiền mặt đúng không ạ, để mình dễ chế biến ấy. Đối với kế toán thuế là như thế, thì khi chi thì chị sẽ căn cứ vào dòng cột thực trả này chị này. 5 triệu. Đúng rồi, thực trả này là cái phần sau khi đã trừ, chị đọc công thức này, sau khi đã trừ lấy tổng lương trừ đi gì ạ, bảo hiểm 10,5% này, trừ thuế thu nhập cá nhân này, trừ đi tạm ứng nếu có này, trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có này, những cái khoản trừ vào lương ấy, đúng không? Hoặc là mình có trong kỳ nhân viên có người ta có tạm ứng thì mình cũng trừ đi. Nói chung khi nào chi lương thì cứ hạch toán là giống nhau vậy nhé, kể cả tạm ứng lương cũng thế nhé. Có cái tạm tạm ứng ứng đấy đúng đúng không? Không, cái đấy nếu mà Cứ tạm ghi sổ với nhau vậy. đúng rồi, nếu mà tạm ứng theo Này kiểu đấy này. kia, tạm ứng cho nhân viên để làm phục vụ sản xuất kinh doanh các thứ thì nó là dùng tài khoản 141, còn tạm ứng lương thì vẫn hạch toán như chi lương.
thì mình trừ ra nhá, mình sẽ tính số thực trả đây. Như công ty này họ lại chi bằng tiền mặt, chi bằng tiền mặt thì sẽ có cái phiếu chi lương anh chị nhá. À, mình sẽ chi luôn vào cuối tháng, có thể thực tế là mình sang tháng mới chi, nhưng mà trên hồ sơ thì mình sẽ có thể làm cuối mỗi tháng cho nó gọn hồ sơ để tính thuế thu nhập cá nhân đấy. Bởi vì thuế thu nhập cá nhân là mình tính khi mà mình cá nhân được chi trả thu nhập, thuế thu nhập cá nhân là tính tại thời điểm mà chi trả thu nhập chị nhé. Ví dụ lương tháng Em này mà ơi. trả tháng này thì mới tính thu nhập của tháng này, chứ lương tháng này mà sang tháng sau mới trả thì lại tính thu nhập dự thuế của tháng sau. Thành ra là các kế toán mình sẽ chế nó gọi là nếu mà chi bằng chuyển khoản ngân hàng thì phải đúng, bởi vì nó theo ngân hàng. Còn nếu mà không chuyển khoản mà mình trả lương bằng tiền mặt thì mình sẽ cho chi luôn ở cuối tháng. Đấy gọi là khác nhau giữa kế toán thuế với kế toán nội bộ, cái ngày tháng mình ghi nhận á. Ở đây nó có phiếu chi, còn nếu mà bình thường mà có ấy thì sẽ có một ủy nhiệm chi chẳng hạn. Mà khi chi lương á, dù chi bằng ngân hàng hay tiền mặt mình đều chi cho một người thôi. Một cá nhân, ví dụ thủ quỹ kế toán hoặc giám đốc trong công ty. Sau đó thì người ta tự nhá, người ta tự chi. Đó thì khi mình làm cái chứng từ chi này, ở đây chi bằng tiền mặt thì chị sẽ vào quỹ này, chọn chi tiền cho em. Chi bằng tiền mặt này. Thì vào quỹ chọn chi tiền, nếu chi bằng ngân hàng thì vào ngân hàng chọn chi tiền, hạch toán thì giống nhau thôi. Cái này không có thì mình đã ảo à? Chi lương á, tên gì nhỉ, đối tượng là cho ai đấy cũng được chị, Tiền lương, tiền lương. lương nhưng mà đối tượng này Chị mà Dung. thì dung thì anh chị dung ra. Chị Dung. Rồi địa chỉ thì chị ghi cho em là công ty nhé, ngày là 31 tháng 1, địa chỉ là họ công ty nhà mình. Cái này là ghi là chi lương đúng Đúng rồi, chi lương thì ghi trên này là nó sẽ dưới nó sẽ tự nhận không? chi lương tháng 1 2024. Rồi về phần chi lương thì bao giờ cũng hạch toán giống nhau, giảm lương mà đúng không, giảm lương thì tài khoản 334 phải trả người lao động, mình sẽ ghi bên nợ, nợ 334 có 11, chỉ có thể ghi là nợ 334 có 11 hoặc 112 nhé, tùy theo mình chi bằng tiền gì nhé. Đó vào ngân hàng thì cũng làm thế, thì nợ 334 có 112 thôi. Lưu ý cho chị là nếu mà tạm ứng lương nhé, mình cho tạm ứng lương thì cũng nợ 334 có tiền luôn. Tạm ứng lương nó khác với cái tài khoản tạm ứng cho nhân viên đi công tác hoặc là mua vật liệu vật tư vân vân á nhá. Rồi thì số tiền là 50 mấy triệu, góc bên phải cuối cùng đó chị đánh vào. Còn cái thì ghi thêm cái gì nữa Rồi thế không? thôi là được ạ, nhật cất cho em. Tiền âm à, chị cứ nhấn Z tạm nhá, sau này em sẽ cho chị đối chiếu sổ quỹ. Có thể Tại là tại mình vì thu mình chưa vào vào cái cái có thể là mình thu chi bị sai ở cái kiểu mình mình chưa chưa mình chưa làm làm hết hết bài bài tập tập này ấy. À bài tập chị chưa, phần 6 đúng à, không? phần 6 là em cho chị làm hết bài tập Chị rồi mà. Thôi tuy nhiên thì kiểu gì cũng đang có cái sai, nếu mà âm quỹ thì sẽ ấy nhá, cho chị dò lại cái sổ quỹ sau nhá.